giới thiệu Leo Dom 4m ở Trinh Đê, Hòa Bình. Bên trong đã làm xong rồi. Đây là view hồ. Ở trong lèo có thể nhìn ra được cổng phía hồ, rất là đẹp. Bên hông có hai cửa sổ này, 1, 2, đối diện với cửa chính luôn. Đối diện với cửa chính nên là mở cửa ra gió sẽ thổi từ cửa chính đi vào hai cửa sổ. Khu vực đây là sẽ để giường. Chỉ điểm thức dậy cái là nhìn thấy sông hồ luôn. Phía trên đỉnh đây có lắp ống chờ để đút dây điện luôn, lắp cho bóng đèn trên trần này. Rồi tí nữa sẽ lắp hệ thống điều hòa. Đây. View sông hồ núi non. Đây. Tí nữa sẽ lắp cái giá treo điều hòa đây. Căn thứ hai. Đang lắp hoàn thiện nốt. Cửa sổ đối diện cửa chính, gió thổi từ cửa sổ qua cửa chính, qua cửa chính, qua cửa sổ. Còn đây là đang lắp thanh rèm cho lên để cần sự riêng tư thì sẽ đóng rèm lại, và nếu mà nắng chiếu vào thì cũng đóng rèm lại. Cửa sổ cũng có rèm, đây rèm đây, tháo ra được. Đây cũng tháo rèm ra được này. Cửa sổ nó có các có cái thanh chống này này, có thể ra được nhiều nấc này. Này tối đa là 3 nấc, 1, 2, 3 đấy, để tùy độ mở của rộng của cửa này. Ra phía bên ngoài cửa sổ thì khi mà mưa nó sẽ trội từ đây xuống này, kể cả mưa cũng vẫn có thể mở cửa sổ được, hàn kín rồi nên là mưa nó sẽ róc ra ngoài, nó không róc vào trong này được, hàn kín. Đây toàn bộ leo đom 4m. Căn, 2 căn. View ra sông hồ. Xung quanh đây cây cối mát mẻ. Một view. Hai view này.